Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình thời sự ngày hôm nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tỉnh Lai Châu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Quân khu 2 tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện đề án phát huy vai trò của lực lượng, quân đội, nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Bước tiến quan trọng của giáo dục tiểu học ở Lai Châu. Sau đây mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng 24 tháng 10 tại hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tỉnh Lai Châu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phổ cập giáo dục giai đoạn 2016-2023. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Hội nghị đã công bố quyết định số 1600 ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tỉnh Lai Châu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2023. Lai Châu là tỉnh thứ 34 trong cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, mức độ cao nhất của phổ cập giáo dục tiểu học. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận, biểu dương, chúc mừng thành tích các cấp các ngành, toàn thể nhân dân đã đạt được trong thời gian qua. Việc đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 góp phần rất quan trọng, hoàn thành thắng lợi mục tiêu về giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, là nền tảng cho mục tiêu nâng mức đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở lên mức 2, mức 3 trong giai đoạn tới. Để giữ vững, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập và phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời các cấp. Triển khai hiệu quả kết luận 91 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Chương trình hành động số 49 của tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị 29 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Chiều 24 tháng 10, Quân khu 2 tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm triển khai thực hiện đề án phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2024, đề án 1371 trong lực lượng vũ trang quân khu. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu, trưởng ban chỉ đạo đề án 1317, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện đề án 1317 tỉnh, Chỉ huy trưởng Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356, Chỉ huy trưởng Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố. Sau 3 năm triển khai thực hiện đề án 1371, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cơ quan đơn vị đã phối hợp chặt chẽ thống nhất với cấp ủy chính quyền các địa phương triển khai thực hiện đề án, bước đầu đạt được kết quả tốt. Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân có sự chuyển biến rõ nét, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương xã hội được nâng lên, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố, giữ vững thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trên địa bàn quân khu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu làm rõ hơn những kết quả nổi bật, bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện đề án 1371. Lai Châu là tỉnh đầu tiên tham mưu thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện. Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu đã phối hợp chặt chẽ với địa phương, huy động tối đa mọi nguồn lực, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ của đề án. Trong giai đoạn 2024-2027, lực lượng vũ trang quân khu 2 tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của đề án 1371. Ưu tiên các đơn vị đóng quân ở địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đổi mới nội dung, hình thức, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp. Ngày 24 tháng 10, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ngọc Tú, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Lai Châu. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Giang Á Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Tại buổi làm việc, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã thống nhất phương án phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu để tập đoàn thực hiện hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hỗ trợ tỉnh Lai Châu 5 tỷ đồng để thực hiện làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Tập đoàn cũng kiến nghị với tỉnh quan tâm tạo điều kiện liên quan đến công tác xây dựng và phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh liên quan đến thủ tục đất đai. Về kế hoạch trồng rừng, tạo tín chỉ carbon rừng, Tập đoàn có kế hoạch dành 5 tỷ đồng để thực hiện trồng khoảng 70 ha rừng tại huyện Sìn Hồ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Giàng A Tính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị tập đoàn tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác nộp thuế cho nhà nước, đảm bảo an ninh năng lượng và công tác an sinh xã hội tại địa bàn tỉnh Lai Châu. Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn xây dựng và phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Về kế hoạch trồng rừng tạo tín chỉ carbon, tỉnh sẽ xem xét, giao cho cơ quan chuyên môn phối hợp với huyện Sìn Hồ, ra soát quỹ đất, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tập đoàn có thể thực hiện được kế hoạch trồng rừng tại tỉnh. Cụm thi đua số 8 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã tổ chức khai mạc hội thao cán bộ công nhân viên Petrolimex mở rộng năm 2024. Hội thao lần này được tổ chức trong 3 ngày với sự tham gia của 10 đoàn và trên 130 vận động viên là cán bộ công nhân viên đến từ các đơn vị trực thuộc Petrolimex gồm công ty xăng dầu Lai Châu, công ty xăng dầu Điện Biên, công ty xăng dầu Lào Cai, công ty xăng dầu Yên Bái, công ty xăng dầu Phú Thọ, công ty xăng dầu Sơn La, công ty xăng dầu Tuyên Quang, công ty xăng dầu Hà Giang, công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội, công ty bảo hiểm Pezico Lào Cai. Các đoàn thi đấu thể thao các môn bóng đá nam và cầu lông, các nội dung đôi nữ, đôi nam theo thể thức thi đấu vòng tròn loại trực tiếp. Hội thao là hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2024, chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 12 tháng 1 năm 1956, 12 tháng 1 năm 2026. Hướng tới chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày truyền thống ngành xăng dầu Việt Nam 13 tháng 3 1928, 13 tháng 3 2028. Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập chia tách công ty xăng dầu Lai Châu. Chiều 24 tháng 10, Ban chỉ đạo thực hiện quyết định số 81 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quyết định số 81 ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp với các cấp hội nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân. Đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quyết định số 81 tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh, hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh. Trong 10 năm triển khai thực hiện quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, hội nông dân các cấp trong tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền và các ngành. Đặc biệt là các vụ việc mới phát sinh có dấu hiệu phức tạp, được chỉ đạo giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở theo quy định của pháp luật. Trong 10 năm, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tham gia hòa giải 6.850 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, trong đó hòa giải thành trên 6.000 vụ. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 11 mô hình, thành lập 11 câu lạc bộ nông dân với pháp luật với 535 thành viên. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quyết định số 81 tỉnh, đề nghị Ban chỉ đạo các cấp nghiêm túc khắc phục những tồn tại hạn chế, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, chính sách pháp luật về đất đai, tăng cường nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền, xem xét, giải quyết các vụ việc ngay từ khi phát sinh tại cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân. Tại huyện Mường Tè, Công an tỉnh tổ chức hội nghị lãnh đạo Công an tỉnh đối thoại lắng nghe ý kiến Công an cấp xã năm 2024. Đại tá Nguyễn Viết Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, với tinh thần dân chủ thẳng thắn, đã có 22 ý kiến trao đổi về các nội dung liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đảng, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công tác, hậu cần kỹ thuật, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Đồng thời kiến nghị đề xuất Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để lực lượng công an cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh, đề nghị lãnh đạo công an các huyện cần nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác đôn đốc, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn các mặt công tác đối với công an cấp xã. Công an các đơn vị thực hiện tốt công tác thanh tra kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn công an các xã trong thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ giải quyết khó khăn của công an các xã, tăng cường phân công, phân cấp nhiệm vụ đến công an các cấp. Công an các xã cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao, phối hợp với các ban ngành, ủy ban nhân dân các cấp trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Phát huy, sử dụng có hiệu quả lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, quần chúng nhân dân trong công tác bám nắm địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, sáng 24 tháng 10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp ban tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tại cuộc họp đã công bố quyết định thành lập ban tổ chức cuộc thi và phân công nhiệm vụ từng thành viên. Ban tổ chức cuộc thi gồm 11 đồng chí, đồng chí Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng ban tổ chức. Cuộc họp đã thông qua quyết định thành lập tổ thư ký giúp việc và tổ biên soạn câu hỏi đáp án. Tại cuộc họp cũng đã thông qua dự thảo thể lệ của cuộc thi như quy định về đối tượng dự thi, nội dung thi, hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy Lai Châu. Địa chỉ http://laichau.dcs.vn. Mục thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và trên ứng dụng di động app mobile công dân số Lai Châu. Cách thức dự thi gồm 3 tuần thi từ ngày 28 tháng 10 và kết thúc ngày 17 tháng 11. Cơ cấu giải thưởng, giải cá nhân công bố sau mỗi tuần thi với cơ cấu giải gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Giải tập thể công bố sau khi kết thúc 3 tuần thi với 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Thông báo kết quả, trao giải thưởng, quyền lợi và trách nhiệm của người dự thi. Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên ban tổ chức thống nhất cần mở rộng các đối tượng dự thi, tập trung tuyên truyền sâu rộng về hội thi, các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế tiêu cực đối với người dự thi. Qua cuộc thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với làm theo lời dặn của Bác trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân. Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và 71 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào và cán bộ Lai Châu 12 tháng 12 1953, 12 tháng 12 2024. Thưa quý vị, giáo dục tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, năng lực của học sinh, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học trung học cơ sở. Thời gian qua, tỉnh Lai Châu luôn quan tâm thực hiện công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ, trong đó có phổ cập giáo dục tiểu học. Đến nay, Lai Châu được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Đây là bước tiến quan trọng, dấu ấn của những ngành giáo dục tỉnh nhà. Anh Sùng A Giàng là trưởng bản Ma Sao Phìn Thấp, xã Khun Há, huyện Tam Đường. Nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng của việc học, những năm qua, anh Giàng đã cùng với các thầy cô giáo tích cực thực hiện công tác phổ cập giáo dục, tuyên truyền để người dân hiểu rõ, đồng tình ủng hộ trong việc học tập của các con. Với sự nhiệt tình trách nhiệm của anh Giàng, nhiều năm học trở lại đây, bản Mao Sao Phìn đều huy động 100% học sinh ra lớp đúng độ tuổi, tỷ lệ trẻ 6 tuổi và lớp 1 đạt 100%, duy trì tốt tỷ lệ chuyên cần của học sinh. Với học sinh lớp 3, 4, 5 vận động các con về học bán trú tại điểm trường trung tâm. Cùng với đó, anh còn tham gia vận động bà con nhân dân tham gia các lớp xóa mù chữ. Về phụ cử giáo dục thì với đảm một trường bạn thì tôi cũng đã đi tuyên truyền với các hộ gia đình, từng hộ gia đình mà có cháu đang độ tuổi đi học. Là trong cái năm đầu năm 2024 thì cũng đi những các hộ gia đình và tuyên truyền với bố mẹ mà có con đi học, là cho con đi học để sau này có cái kiến thức để thay đổi cuộc sống. Về phụ cử giáo dục độ tuổi thì là 100% các cháu độ tuổi được đi học, được đến trường đầy đủ và cũng ra đất đầy đủ. Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp và đưa ra những giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ các cấp thường xuyên được kiện toàn, nhiều giải pháp đã được thực hiện.
để huy động trẻ em trong độ tuổi ra lớp, nhất là với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chú trọng đảm bảo nguồn nhân lực đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo chất lượng. Quy mô mạng lưới trường lớp được sắp xếp theo hướng tinh gọn, phát huy hiệu quả các nguồn lực để xây dựng trường lớp học, đảm bảo thiết bị đồ dùng dạy học. Công tác điều tra, cập nhật số liệu về phổ cập, công tác kiểm tra công nhận được thực hiện nghiêm túc. Trong thời gian qua thì thành phố đã tập trung chỉ đạo một số giải pháp cơ bản như đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, đặc biệt là giáo dục tiểu học mức độ 3 và công tác xóa mù chữ, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chính sách của tỉnh về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đến toàn thể nhân dân, tăng cường cái công tác kiểm tra đối với công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, thì tiếp tục là phát huy vai trò của hội khuyến học và các đoàn thể trong việc quan tâm đến các cháu học sinh vùng sâu vùng xa, các trường khó khăn thì đã quyên góp được sách vở cũng như học như là đồ dùng học tập cho các cháu, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường đội ngũ cán bộ giáo viên cho các trường học. Thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được để thành phố Lai Châu tiếp tục quan tâm đầu tư các nguồn lực cho ngành giáo dục nói chung và công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ nói riêng, thì chúng tôi phấn đấu giữ vững xóa mù chữ mức độ 2 và phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 trên toàn thành phố Lai Châu. Đến nay 8 trên 8 huyện thành phố, 106 trên 106 xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, 100% trẻ em 6 tuổi được vào lớp 1, 97,7% trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học. Lai Châu được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 là mức độ cao nhất với bậc tiểu học. Đây là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị để đảm bảo quyền học tập của mỗi trẻ em. Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ tỉnh cũng đã chỉ đạo các huyện phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể để xây dựng những cái kế hoạch và những cái chính sách bổ sung cho người học, hỗ trợ người học và xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị. Rồi các địa phương cũng đã phát huy được tối đa cái vai trò phối hợp trong công tác huy động học sinh ra lớp đạt tỷ lệ cao, đã chỉ đạo ngành thực hiện việc dạy học và thực hiện các môn học, các hoạt động giáo dục bắt buộc theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông, và đã giao quyền chủ động cho các đơn vị giáo dục để chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục trong nhà trường, trong tổ chuyên môn và kế hoạch giáo dục các môn học, rồi kế hoạch bài dạy làm sao hết sức linh hoạt phù hợp với đặc điểm vùng miền và đảm bảo các yêu cầu cần đạt trong công tác giáo dục nói chung và cụ thể là những cái hoạt động giáo dục của công việc phổ cập giáo dục, và đã triển khai cái công tác kiểm tra đánh giá để công nhận phổ cập hàng năm. Phổ cập giáo dục xóa mù chữ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước với mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Lai Châu được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 là nền tảng quan trọng tạo đà để ngành giáo dục tỉnh nhà tiếp tục vươn lên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, người dân xã Tà Mông, huyện Than Uyên luôn khao khát có cuộc sống ấm no hạnh phúc, và để thực hiện khát vọng đó, cùng với sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, những năm qua thì nhân dân trên địa bàn xã đã khai thác tiềm năng đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng thu nhập, giải quyết việc làm và từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Tà Mông có 11 bản, hơn 780 hộ dân, trên 4.700 nhân khẩu, gồm hai dân tộc Thái, Mông cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc Mông chiếm 51%. Họ sống chủ yếu ở các bản cao, dưới chân núi Nậm Mở, gồm Tu San, Đán Tọ, Nậm Mở, Nậm Pắt và Hô Ta. Trong ký ức của những người già làng trưởng bản cao tuổi, những năm trước đây, nhân dân trên địa bàn xã nghèo khổ lắm. Cái đói, cái nghèo bủa vây lấy cuộc sống của họ. Cùng với đó là nhiều hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu vẫn tồn tại như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, thách cưới cao. Chúng tôi được sự quan tâm của bên xã đấy, của nhà nước đấy, thì hỗ trợ
cho chúng tôi làm để trồng chè này, chăn nuôi lợn này, đấy, buôn bán hạt khô này, cho phết này, đấy, thì đời sống là gia đình tôi cũng khá hơn đời trước rồi. Để mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn xã, chính quyền địa phương nơi đây đã phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn. Trong đó tập trung vào phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa với các loại cây như chè, chanh leo, đào, lê và phát triển vùng lúa tập trung. Song song với đó, từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách của tỉnh, huyện, xã, đầu tư đồng bộ hạ tầng thủy lợi, giao thông liên bản, đường nội đồng, vùng sản xuất hàng hóa, hỗ trợ nguồn lực về cây con giống, vật tư, phân bón cho bà con. Với khẩu hiệu hành động, đồng hành cùng nhân dân, cấp ủy chính quyền xã huy động các tổ chức hội đoàn thể cùng các bản đẩy mạnh tuyên truyền vận động bà con, thay đổi tư duy, đưa các giống cây trồng mới có giá trị kinh tế cao, cơ giới vào sản xuất. Tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, thị trường, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ dân. Từ đó, mỗi hộ phát huy nội lực cùng ý chí vượt khó vươn lên, xây dựng những mô hình kinh tế mới mang lại hiệu quả cao. Xác định là xã Tà Mung là một xã có lợi thế về địa hình, đất đai, thổ nhưỡng và khí hậu. Và xã đã dưới sự định hướng của Đảng, của huyện ủy, ủy ban dân huyện, thì xã Tà Mung đã lựa chọn và thực hiện cái phát triển cái diện tích chè, chanh leo, các cái cây phù hợp với các cái cây ôn đới như cây lê, cây mơ và sản xuất lúa hàng hóa, một số mô hình chăn nuôi tập trung đã mang lại cái giá trị, mang lại cái việc làm và tạo ra cái việc làm và mang lại giá trị kinh tế cho người dân. Có thể khẳng định rằng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm của người dân đã mang lại khởi sắc rõ nét trên vùng cao Tà Mung. Cuộc sống của người dân đã có nhiều đổi thay, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống hàng năm, tỷ lệ hộ khá được nâng lên, góp phần xây dựng Tà Mung phát triển. Xác định cây chè là cây kinh tế đem lại thu nhập ổn định cho người dân, thời gian qua tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ để nhân dân phát triển vùng chè. Cùng với đó chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các công ty chè hướng dẫn nhân dân về kỹ thuật trồng và chăm sóc nhằm tăng năng suất sản lượng cây chè. Hiện nay tổng diện tích chè toàn tỉnh đạt trên 10.520 ha, trong đó chè kinh doanh đạt gần 8.400 ha. Trong tháng 10, nông dân trong tỉnh thu được trên 3.000 tấn chè búp tươi, nâng tổng sản lượng chè búp tươi từ đầu năm đến nay đạt 55.000 tấn, bằng 96,7% kế hoạch năm, tăng 3.300 tấn so với cùng kỳ. Hiện nay, chè đang bước vào cuối vụ. Để tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chè, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến khích người dân áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật như bón phân cân đối, chú trọng phòng trừ sâu bệnh gây hại, thu hái, chế biến chè theo đúng quy trình kỹ thuật. Cùng với đó, khuyến cáo người dân sau lứa thu hái cuối cần đảm bảo việc đốn chè theo đúng quy trình để cây chè phát triển đảm bảo cho vụ chè mới. Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Sìn Hồ đã chỉ đạo chính quyền các xã tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng và vận động các hộ gia đình di chuyển nhà ra khỏi vùng thiên tai sạt lở nguy hiểm, ổn định cuộc sống tại nơi ở mới, tiếp tục sản xuất đảm bảo thời vụ. Trong đó, huyện Sìn Hồ đã phê duyệt 22 hộ tại các xã Phìn Hồ, Tủa Xín Trải, Nậm Tâm, Làng Mô, Hồng Thu di chuyển ra khỏi vùng có nguy cơ thiên tai theo hình thức di chuyển xen ghép. Đến nay đã có 4 hộ di chuyển làm nhà ở, nơi ở mới. Các hộ còn lại chưa di chuyển làm nhà tại nơi ở mới do chưa tìm được nền nhà mới. Đối với dự án bố trí dân cư tập trung ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao thực hiện trong năm 2023 ở các xã Nậm Củi, Nậm Han và Pu Sam Cáp, đến thời điểm này cơ bản đã hoàn thành, các hộ đã chủ động di chuyển đến nơi ở mới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.